Lớp 6 là bắt đầu là càng ngày nó càng chỗ bóng á chị, nó càng bóng dần theo thời gian. Bóng dần theo thời gian. Em thường hay đi chọc người khác á, cho nên là không muốn em giống như vậy. Cứ quả báo của anh hai. Quả báo. Cứ quả báo của anh hai. Quả báo. Cái xong chị xuống dưới cái nói cho ba mẹ em nghe, tự nhiên cái em đang ngồi trên máy tính gì em nghe kêu quỳ xuống. Suka 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 blade, suka 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 blade. Là từ thứ hai tới thứ sáu là 5 ngày. Là mỗi ngày em đeo một cặp len. Trời trời, chấn động vậy. Và em cũng trang điểm đến son tới mức mà bị bắt mà phụ huynh luôn đó chị. À, bị gọi là sao đỏ bắt đúng không? Không, bị thầy giám thị luôn. Thầy giám thị canh me em hoài à. Cái sáng qua em giả bộ em định làm bất ngờ, em định làm surprise, em định xin lỗi làm quề này kia cái nọ. Tự nhiên em qua lúc mà em lên phòng trọ của ảnh, em thấy có đôi giày lạ trước cửa. Cái em bước lại gần em định gõ cửa thì cái em nghe tiếng động lạ trong phòng. Lô chào mừng tất cả quý vị đến với chương trình Real Life. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ một nhân vật vô cùng dễ thương. Ngay bây giờ chúng ta đi gặp bạn ấy nhé. Hello Đạt. Dạ hello. Rồi, chị có lâu không? Dạ không lâu lắm. À, Lô đến từ Real Life và dạ. Hôm nay Lô gặp em để cùng em chia sẻ câu chuyện của mình đến với dạ. tất cả quý vị khán giả của Real Life. Hy vọng là chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện thật là thú vị và để bắt đầu một cách thú vị nhất. Và bây giờ mình cùng ra xe ha, mình đi vừa đi xe vừa đi dạo vừa dạ, nói okay. ha. Ok đi. Trước khi mà mình bắt đầu những cái chia sẻ của mình đó thì em có thể tự giới thiệu cho tất cả quý vị khán giả của Real Life biết là em tên đầy đủ là gì nè, bao nhiêu tuổi nè và đang làm gì nè? Tên thật của em là Phạm Duy Khiêm nhưng mà mọi người thường biết em là tên Minh Đạt. Em năm nay 20 tuổi và em hiện đang làm make up. Nói chung là chị rất là mê những người làm make up artist bởi vì thường là họ có tâm hồn rất bay bổng và rất có khiếu về năng khiếu vẽ. Em kể chút xíu về cái hồi nhỏ của em đi. Lúc em mới chỉ có 3 tuổi thôi. 3 tuổi? Dạ. Bác em kêu bằng mẹ. Mỗi lần em lên phòng em chơi với bác là bắt đầu khi em lấy son. Là mới có 3 tuổi thôi. Dạ, là em đã lấy son em đem đánh. Rồi em lấy guốc. Chị biết mấy đôi guốc mà tức tức của mấy người lớn hồi xưa. Dạ, hồi xưa là em lấy em mang em đi vòng vòng gì đó. Thì ba mẹ em là lúc đó đi làm không có ở nhà. Thấy em vậy bác em khoái lắm. Có nghĩa là bác ủng hộ luôn phải không? Không, không bác, ý là bác cái thấy em vậy bác thấy vui á. Mà chắc em nghĩ lúc đó mới 3 tuổi rồi. Thì 3 tuổi mình con nít mà phải không? Dạ. Có nghĩa là lời kể của người lớn kể lại là như vậy dạ. đúng không? Rồi tới khi mà em học tiểu học thì sao? Mọi sự nó có thay đổi đi không? Hay là dạ, cũng lúc, vậy? Lúc em học tiểu học thì tính em nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng vậy đó. Hồi xưa em hiền lắm. Có mang guốc không? Không. Chứ tiểu học chị vẫn còn mang guốc đó. Tiểu học gì cơ? Tiểu học là em vẫn còn là lâu lâu mà giống như nhà không có ai á, cái em hay lén em mở cái học tủ đồ trang điểm của mẹ em á. Cái em lấy cái mắc ra lấy son kia nọ em quẹt quẹt thử mà xong cái em về em sợ bị đánh lần nào vô em cũng đóng khóa cửa rồi em làm xong rồi em giống mấy bà bói bình thường chắc cũng vậy. Không biết cái thời của em có hay không chứ thời của chị hay là có phim kiếm hiệp hay cải lương đó dạ. Cái xong hóa trang thành nhân vật đó. Đó hồi xưa là em có coi phim Tiểu Long Nữ Dương Quá rồi đó là em thích Lý Mặt Sầu á là em lại cầm cái cây làm cái cây phước trần á chị dạ. Em đi vòng vòng. Còn chị chỉ coi Tây Du Ký á, coi mấy bà Hằng Nga rồi đó có dạ. Chị múa á, chị bay trên giường từ trên giường té xuống gãy giò á cưng. Từ trên giường té xuống gãy giò á cưng. Nói chung là cũng rất là thú vị tại dạ. Vì có những cái điểm chung ở tuổi thơ lắm nhưng mà tới thi phổ thông thì nó có khác không? Lên năm cấp 2 thì lớp 6 là bắt đầu là càng ngày nó càng chỗ bóng á chị, nó càng bóng dần theo thời gian. Bóng dần theo thời gian. Đầu em thấy ủa sao lên cấp 2 nó bóng nhiều như vậy, bên cấp 1 đâu thấy ai bóng đâu. Lên cấp 2 em thấy sao quá trời bóng thì mới nói cái em hòa nhập được vô chung rồi đó. Hình như trong lớp em phải là 2-3 bạn giống em mà. Anh hai em lúc đó học chung trường với em. Em học lớp 6, anh em học lớp 9. Thì cái anh hai em thấy cái cử chỉ em kỳ quá, anh hai em là người phát hiện đầu tiên. Cái anh hai em thẳng. Dạ anh hai em thẳng. Anh hai em giống như là rất là không thích, kiểu không thích mà thẳng tưng luôn đó. Dạ. Kiểu cho nên không... là không thích lắm đúng không? Dạ, anh hai em thường hay đi chọc người khác á, cho nên là không muốn em giống như vậy. Cứ quả báo của anh hai. Quả em. Báo. Cứ quả báo của anh hai. Quả báo. Đó là quả báo thật sự. Rồi. Đó là anh hai em hay phát hiện xong về mét mẹ em nói là em chơi với mấy bạn kiểu đồng tính á. Cái xong rồi cái về nhà cái ba mẹ em là em cấm tiệc, em là không có cho, lúc đó là em gồng em giấu dữ lắm.
ý là về nhà em cũng bình thường, nhưng mà ý là em không có cử chỉ như trong trường. Vô trường là em bung lụa, em như công chúa vậy đó, mà về nhà là em im ghe, em không nói gì hết trơn á. Ờ, chị xin lỗi, lỗi ngược thời gian chút xíu, quê em ở đâu? À, quê em sinh tại Sài Gòn luôn. Tại thành phố luôn hả? Quận mấy vậy? Dạ, em ở quận Nhất. Quận Nhất luôn hả? Trời ơi, nói chung là quận Nhất thì tất cả mọi hoạt động giải trí, thông tin đồ này, nó là hoạt động hàng đầu hết trơn rồi. Nên, cho nên là em cập nhật rất là nhanh và việc come out của em là sớm nữa. Lớp 6 là anh hai em là người phát hiện ra em chỗ bóng là từ trong trường mà về tới ở nhà luôn. Lên lớp 6 em còn chơi mạng Zimmy á. Cái xong rồi cũng có anh nó nhắn tin cua cua, mà lúc đó là mình chỉ nói chuyện qua mạng thôi chứ chưa không có gặp ở ngoài đời. Thì cái bữa đó xui như sao em ở dưới phòng em chơi máy tính, cái em để điện thoại trên lầu mà thằng anh hai em nó đang ở trên lầu nữa. Cái tự nhiên cái anh điện tới, cái vừa bắt máy lên kêu alo vợ yêu hả? Trời ơi, chết rồi, thôi chết xong rồi. Tự nhiên cái anh hai bắt máy lên hỏi là kiếm ai, cái mới nói tên em ra luôn. Mà lúc đó em để cái tên gì vậy á trên Zoom em quên rồi. Có nghĩa là phải là một cái nick khác đúng không? Tại vì mình chơi online thì mình sẽ có cái nick khác. Dạ, em để một cái tên gì trên Zoom á. Nhưng mà ý là anh hai em có kết bạn Zoom với em cho nên biết em xài cái tên đó. Xuống khai liền. Cái xong tự nhiên xuống dưới cái nói cho ba mẹ em nghe, tự nhiên cái em đang ngồi trên máy tính gì em nghe kêu quỳ xuống. Сука, 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 блядь, сука, 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 блядь. Ba mẹ em kêu quỳ xuống, mẹ em không biết gì khúc động đó. Ủa mình làm gì ta? Không có làm gì đâu. Cái xong rồi cái mới hỏi là cái anh hai mới ngờ. Ba em mới hỏi là ai điện mày kêu vợ yêu. Cái em cũng thắc mắc, em cũng im luôn đó. Không biết nữa, lộn số, ai quậy con hết, chắc bạn con quậy con á. Là lúc đó em chói, em không có nhận. Chói tới cùng. Chói tới cùng, cỡ nào em cũng chói. Kết quả là sao? Kết quả là lúc đó có chuyện nó cũng im, nhưng mà căn nhà bắt đầu nghi ngờ rồi. Xong anh hai em đệm thêm một câu nữa là vô trường nó chơi với lại mấy người dạng em không à. Ba mẹ em sợ thêm nữa. Đó, ra về đó là đón em sớm. Mẹ em chạy lên sớm đi canh me coi em có giỡn, có quậy phá, có lộ gì không. Về em bắt bạn thân của em, ngẩn gái đi ra về nắm tay em cho mẹ em lại đón mẹ em thấy. Thì ba đừng có nghi. Vậy luôn. Dạ. Cái bộ của bạn gái đồ. Cái bộ của bạn gái đó cho đừng nghi. Nhưng mà xong mình em nắm tay về mà em còn sợ em nhức đầu chóng mặt. Sự người ta đã có ba mẹ khó rồi, đã mệt rồi, đằng này có thêm anh hai khó nữa. Trời dạ. Ơi, ác thiệt luôn. Em rất là mệt. Tới mức mà em với anh hai em không nói chuyện cho tới năm em lớp 10 á, anh em với anh hai mới nói chuyện lại đó. Rồi xong năm lớp 8 á là do em đi học á. Em ngựa lắm, là từ thứ hai tới thứ sáu là 5 ngày. Là mỗi ngày em đeo một cặp len. Trời, chấn động vậy. Rồi em cũng trang điểm đến son rồi, tới mức mà bị bắt mà phụ huynh luôn đó chị. À, bị gọi là sao đỏ bắt đúng không? Không, bị thầy giám thị luôn. Thầy giám thị canh me em hoài à. Trời, chỉ có một điểm chung giống như em hồi xưa chị học y chang gì đó. Thầy giám thị em, nếu mà thầy có coi được tiếng này thầy đừng cũng có buồn nha. Ờ, tại đó là lý do chung của mấy bạn LGBT đó. À, quan trọng chứ lại hồi xưa chị không có giống như em là bị công tắc len, bị trang điểm đâu. Chị bị nhuộm tóc. Nhưng mà chị nhuộm hồi xưa vậy nè, tại vì nhà nghèo, thuốc nhuộm dỗm em. Cái bình dưỡng nhuộm lúc đầu thì nó ra một màu nhẹ nhẹ, ví dụ như màu nâu đi. Cái được chừng một tuần có đầu nó ra màu xanh rêu. Một tuần sau nữa cái ra nâu vàng. Một tuần sau nữa là nó muốn trắng luôn đó em. Nhưng thật sự là thuốc nhuộm nó dỗm thôi, rồi nó hư cái tóc mình thôi. Nhưng mà thầy nói là ủa sao bộ nhà mày giàu lắm hay sao mà mỗi tuần một màu. Em nhớ có ấn tượng nào lớn nhất về cái phản ứng của ba mẹ em khi mà em bắt đầu come out với họ không? Lúc đó thì ba mẹ em cũng căng thẳng lắm chị. Bữa đó là coi như là cái cuộc cãi lộn mà rất là lớn luôn á. Là ba mẹ em lúc đó là có mặt ba mẹ em, bà nội em, anh hai em đầy đủ luôn. Tại bữa đó em quên là như em đeo len về tới nhà luôn. Mà em quên tháo ra. Cái tự nhiên em đang bước cầu thang, cái ba em kêu đi học về hả? Cái tự nhiên em ngước lên nguyên con mắt em xanh lè. À, đeo lên màu xanh mới chịu. Em đeo tùm lum màu hết đó. Cái xong mà thêm mấy vụ mà mời phụ huynh những cái chuyện mà em đánh son trong trường nữa. Bắt đầu cái bữa đó là tức nước vỡ bờ đó. Nếu mà em là người đồng tính á, ba mẹ em chết cho em coi. Là làm lớn chuyện luôn đúng không? Dạ. Cái phản ứng của em lúc đó thì... Lúc đó em cũng em khóc qua mà xong rồi cái em không biết sao cái động lực này em tức quá cái em phản nháy ngược lại, em kêu là bây giờ xin con về a vậy con đâu có muốn đâu. Nếu mà ba mẹ vừa nói vậy thì con cũng chỉ biết chết thôi chứ con sống con cũng không có làm người bình thường được. Rồi kết quả thì cái sau cái cuộc cãi vã nó bao lâu thì ba mẹ bình thường là từ sau khúc đó là em với ba mẹ không nói chuyện, là im thân phát cỡ mấy ngày á, là hình như là cũng là biết là cũng chấp nhận. Mà em thấy mẹ em có khóc. Dĩ nhiên mẹ sẽ khóc. Dạ. Nhưng mà cái người bắt chuyện đầu tiên là ba mẹ hay là em? Ba mẹ em nói là ý là mày như vậy là do mày theo phong trào hay là do là
như vậy thiệt. Bên ngoại em á thì có má ba em, là lúc mà mẹ em nói chuyện đó cho má ba em, thì lúc mà em qua bển á, má ba em có nói chuyện với em, là chắc má ba em cũng nói chuyện cho mẹ em hiểu á, kêu là nếu mà em là con người sao cũng được, nhưng mà quan trọng là em phải là người tốt, ráng học, làm việc có ích cho xã hội là được rồi. Có nghĩa là ba mẹ cũng nhờ những người bà con họ thực sự có kiến thức và họ phổ biến lại, đúng không? Chị hỏi cái sao cái trong cái cuộc cãi vã đó anh em có ý kiến gì không? Ngay lúc đó anh em không nói gì á, giống như anh em nói hết lời đó mà em thì quá lì rồi đó. Mà có cái này, cái chuyện em không biết chuyện vui như sao mà em nghe người lớn kể lại mà không biết có thiệt không, chỉ biết cái chùa Ngọc Hoàng mình đi cầu con biết. Dạ thì hồi xưa là mẹ em lại chùa Ngọc Hoàng, mẹ em cầu con, mẹ em cầu với Ngọc Hoàng là cầu con gái, mà nghe nói là cột cái cọng dây lộn với cái cột cầu con trai sao á, để em chẳng nghe MBD mà không biết là câu chuyện có thiệt không. Mẹ em hỏi mẹ em cười cười không à. Mình không có sự lựa chọn cho bản thân mình đâu, cái này là trời kêu ai nấy dạ thôi. Nhưng mà chị nghĩ là được nhiều hơn chứ. Ví dụ như bây giờ nếu mà sanh một đứa con trai thì chưa chắc là em sẽ là đứa con trai sẽ là một makeup artist giỏi như em bây giờ, đúng không? Cho nên đó là ở đây mình không có nói về cái quan trọng là giới tính như thế nào để mọi người lớn có thể hiểu, miễn sao mình sống thật tốt, thật có ích là được rồi. Chị rất là cảm thông với công chuyện của em, mặc dù nó ở ngay trung tâm quận nhất luôn, nhưng mà em vẫn phải nhận rất là nhiều cái định kiến khác nhau từ gia đình. Thì cái điều đó là để cho mọi người thấy là không phải chỉ riêng ở những miền quê xa, mà có những gia đình thật sự ở giữa trung tâm thành phố luôn, họ vẫn có những cái trở ngại để về việc come out của các bạn. Thì tới bây giờ thì cái mối quan hệ của em với anh trai thì nó có được giống như ý không? Dạ bây giờ em với anh hai em là coi như là rất là vui vẻ luôn em. Dạ. Ra đường khoe em là em gái của anh hai em luôn á. Ồ vậy hả? Mà không, em không có kêu bằng anh hai nha. Kêu bằng... Em kêu bằng bà với tôi, anh hai em cũng kêu với em là vậy á. Mà anh hai thẳng nha. Dạ anh hai thẳng nha, mà anh hai bây giờ giống như là anh cũng suy nghĩ là chắc thời gian trước anh làm em cũng bây giờ anh lớn lên anh gặp nhiều người cũng giống như em xung quanh anh. Thấy hậu quả của mình kia dạ. Đúng không? Sao hối hận đúng không? Dạ. Nhưng mà có bao giờ là em ngồi nói chuyện thật là thân mật với anh hai không? Hồi xưa là em không bao giờ em nói chuyện với anh hai, là không bao giờ nói chuyện tới luôn á. Còn bây giờ là nhiều khi có những chuyện áp lực ở ngoài đường, nhiều khi là về hai anh em lấy bia ra ngồi nhậu nói chuyện với nhau. Dễ hả? Dạ. Dễ thương ha. Mọi thứ chị thấy là về gia đình là rất ok rồi. Chút xíu nữa hy vọng là khi mình tới một cái chỗ mà phù hợp mình ngồi mình nghĩ đó, thì chị sẽ hỏi thêm về công việc hiện tại và cũng như là con đường tình cảm của em hiện tại. Dạ ha. Ok rồi, mình ngồi đây đi. Rồi, hồi nãy thì có nói sơ sơ về cái hồi nhỏ, về những cái biến cố gia đình khi mình bắt đầu come out. Nhưng mà chị muốn hỏi thêm về công việc. Chị nghe nói là em đã thoát ly khỏi gia đình luôn để mình có thể tự do hơn cho công việc của mình. Em chia sẻ một chút xíu cho mọi người cùng biết. Dạ, tuy là gia đình em chấp nhận cái việc đó với là ủng hộ em đi học, nhưng mà ý là em cũng cảm thấy là ở nhà em cũng hơi ngột ngạt á. Em cũng muốn ra ngoài em tự lập. Tự lập? Dạ, tại vì khi mình nghỉ học rồi, bây giờ em đi học nghề, em cũng muốn có khoảng thời gian riêng để em thử cuộc sống ở ngoài nó như thế nào. Khi mà em nói lên với gia đình về cái ý định mà mình sẽ ra ngoài ở thì phản ứng của ba mẹ em sao? Lúc đó hình như là ba mẹ em thoáng lắm, ba mẹ em kiểu là không phải là muốn bảo bọc con cái mình, nghĩa là cho con cái mình va chạm ở ngoài để con cái mình tự lớn. Chi tiết hơn, lúc đó em bao nhiêu tuổi? Là lúc đó hình như em 16, 17 tuổi. 16, 17 tuổi ra ngoài rồi. Dạ. Thật ra thì chị hỏi gì thì chị ngạc nhiên vậy thôi. Tại vì em ở trung tâm quận nhất luôn, tất cả mọi thứ nó đều rất là thuận lợi cho em. Dạ. Không có cần thiết mình phải dọn ra ngoài ở. Nhưng mà còn đối với những cái bạn ở tỉnh thì còn sớm hơn nữa kìa. Dạ. Khi mà em tách ra khỏi gia đình gì đó, cái thu nhập nó có đủ đem trang trải không? Hay là gia đình phải hỗ trợ cho em về tiền bạc? Mà hình như em đi là cũng không có xin tiền, mà chỉ là cái em lén về em gom mắm muối đường bột ngọt đồ đó. Chứ không có gom tiền trời nha. Trời ơi, nói chị hết hồn, chị tưởng là cậy cái sắt hay gì đó. Trời. Không có, em hiền hậu lắm đó, vậy em không có ăn cắp. Gom gia vị thôi. Dạ, em chỉ gom gạo, mắm muối đường bột ngọt được hỗ trợ cho việc tụi em ăn uống thôi, chứ em chỉ cần ăn sống qua ngày thôi. Chắc lúc đó mẹ em hoang mang lắm, ngày nào cũng bị ăn cắp giặt hết. Ông ấy ngày nào mà lâu cỡ một tuần hai tuần đồ hết lương thực đợi em chạy về để đỡ tốn tiền để gia tiền. Đình có nghi không? Không, gia đình em nghĩ chắc biết á, tự nhiên cái đồ cứ hao dần, mà lâu lâu tự nhiên cái bà nội em cũng hay thấy em, tự nhiên cái nghe tiếng em đục, mà bà nội em nằm trong phòng hay hỏi em hả, cái em nói dạ, cái em chạy mất tiêu là em gom đồ em đi. Mà khi mà em dọn ra ngoài ở với các bạn là lúc đó mình mới bắt đầu cho việc học nghề thôi đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đó em mới học nghề đây là chưa có kiếm thu nhập bằng cái bằng việc make up. Mấy đứa bạn em là còn nhỏ nhỏ chứ cũng quỷ ma lắm chị, là cũng
quen người yêu á, để người yêu chu cấp. em có được cái diễm phúc đó không? Dạ em thì không có diễm phúc đó, là chỉ có là chỉ có mấy đứa bạn em thôi. Ờ chị cũng vậy, sao chị xui vậy, không được diễm phúc đâu giờ. Nói đi thì phải nói lại, thì về cái việc mà mình ở ngoài tách riêng với gia đình á, nó sẽ có những cái thuận lợi, giống như là mình có thể tự do về giờ giấc, đi chơi thoải mái, quen bạn bè, dắt về nhà làm mọi thứ. Nhưng mà cái không có được thoải mái với mình là ví dụ giống như là tài chính, cũng giống như về cái nền nếp sinh hoạt nữa. Thì có cái kỷ niệm nào em đáng nhớ về kinh tế không? Dạ kỷ niệm là khó khăn về kinh tế. Tụi em muốn một cái nhà trọ chỉ có 2 triệu thôi, ở bên khúc mà Trung Sơn quận 8 á, mà trong sâu bên trong lận. Nhưng mà ngay đó có cướp quá, cái giống như là nửa đêm á, tụi em hay bị mở cửa sổ tụi em ngủ á, cái tụi em bị lấy cái cây câu á, tụi em bị móc đồ mà hơn là lúc á những móc trúng cái cọng dây loa, cái loa gớt xuống cái tụi em mới dậy á, cho nên là nó đi là tụi em không có bị mất điện thoại. Rồi lúc đó tụi em mở, tụi em cũng hồi hộp nên tụi em mới dọn qua bên quận 7, là ngay cái căn hộ mini là cũng có bảo vệ này kia nọ, mà cái đó tiền nó mắc hơn, là nó lên tới 4,5 triệu lận. Là lúc đó là chỉ có 3 đứa em thôi, và hai đứa bạn gái em với em. Lúc đó là không có tiền, cái xong em phải đi mượn tiền góp á chị. Mượn tiền góp luôn hả? Dạ. Lúc đó hình như mượn có 1 triệu 2 triệu gì để không có giai đoạn này em đi làm thêm để hỗ trợ cho việc học em không? Có, lúc đó là em đi bưng chè, đi phục vụ, mà em làm được có 1 ngày 2 ngày. Em làm được có 1 ngày 2 ngày. Tính em là lâu quá ha. Vậy là việc học là cái chi phí là gia đình cũng hỗ trợ cho mình. Dạ đúng rồi, học còn việc mà mình đi ra riêng là mình cũng phải tự gọi là các cụm để mình có thể sống được tự do. Tới khi nào thì bắt đầu là cái cuộc sống tự do của em trở nên thoải mái hơn? Dạ cho đến khi em gặp anh người yêu đầu tiên. À người yêu đầu tiên đó, thì nãy nó không có diễm phúc người yêu chu cấp, giờ có không, rồi cái khúc đó là chưa có. À phải... khúc đó thôi đúng không? Dạ khúc đó là chưa có. Chị như là tới thời điểm bây giờ từ nhỏ tới lớn luôn chưa bao giờ có. Rồi tiếp đi. Em gặp ảnh là quen qua mạng Blue. Lúc đầu là tuy ở với bạn là em vẫn còn học nghề, nhưng mà lúc đó mình chưa có chăm chú lắm. Tại vì do ở với bạn vui quá, cái mình ham chơi hơn là mình ham học á. Từ lúc quen ảnh là em về ở với ảnh là em mới bắt đầu chuyên tâm vô việc học hơn. Là từ đó là xong em mới ra nghề, em mới kiếm tiền được bằng cái nghề make up của em. Anh đó bây giờ còn quen em không hay là đã chia tay rồi? Dạ đã chia tay rồi chị. Em với ảnh quen nhau cũng được 2 năm mấy gần 3 năm. Lý do em với ảnh không có quen nhau được nữa là do kiểu hai đứa không có đồng điệu nhau trong cuộc sống á, khắc khẩu á. Ảnh thì im quá, em thì nói nhiều quá, mà mấy lúc gây lộn cái anh im hoài. Mà em ngồi em nói, nếu như em nói 1 tiếng, 2 tiếng mà anh cũng im, anh không trả lời gì trơn. Mà mấy khúc mà gây lộn kiểu đó thì giống như là ảnh thường hay dọa chia tay, bỏ đi này kia nọ, anh gom đồ anh đi. Thì mấy lần cũng em cũng năn nỉ, suốt gần 2-3 năm em cũng năn nỉ. Mà tới lần cuối cùng thì em tưởng là ảnh chia tay em thiệt, cái lúc đó em mới quen người khác. À, cái xui chảnh luôn. Dạ, xui chảnh luôn là lúc đó là hai người không còn quen nữa. Bởi qua câu chuyện của em mọi người cũng nhớ nha, yêu đừng có giận lẫy gom đồ bỏ đi nha, nó đi thiệt đó. Rồi nó cho đi thiệt là xui nha. Rồi sau cái mối tình đó thì em còn có mối tình nào khác nữa không? Mối tình thứ hai là cũng được có 2 tháng thôi. Là được có 2 tháng thôi hả? Khoảng thời gian đầu là rất là qua đón em đi, rồi qua gặp em thì kia nọ liên quan thế gian sao mất tiêu luôn. Rồi sau khi mà 2 tháng em ảnh chia tay á, cái em vô tình em gặp bạn ảnh thì em mới biết là lúc ảnh quen em, ảnh quen 6-7 người. Có nghĩa là quen một lúc là một bộ sưu tập xong rồi mình sẽ chọn đúng không? Thật ra là những người mà đẹp trai, đào hoa thì thường vậy. Dạ. Tháng 2 tháng sau gì đó là em có quen một anh đó, là anh đó là do bạn em dắt ra đi chơi chung. Cái mới gặp mà lúc đầu em nhìn mặt ảnh em mới ghét lắm. Già chào á mà cái mặt ảnh kiểu mà chảnh chảnh á, em nhìn không có ưa. Dạ em nhìn không có ưa, mặt cứ lầm lì lì, không nói chuyện với ai. Không mưa là hay hốt hụi chót lắm. Tự nhiên không mưa sao không biết sao hai đứa thích nhau nào không may. Dạ. Dạ. Em anh quen chưa được gần 1 tháng thôi, mới 20 mấy ngày thôi. Bữa đó buổi tối đó em anh gây lộn thì em không qua ngủ, không qua bên ảnh ngủ. Thế sáng qua em giả bộ em định làm bất ngờ, em định làm surprise, em định xin lỗi làm quề này kia cái nọ. Tự nhiên em qua lúc mà em lên phòng trọ của ảnh, em thấy có đôi giày lạ trước cửa. Thì em công đồng cứ nghĩ là chắc anh mua giày mới hay gì đó, em không có suy nghĩ sâu xa. Cái em bước lại gần em định gõ cửa thì cái em nghe tiếng động lạ trong phòng. Mà buổi sáng luôn hả? Buổi sáng thì mới hình như lúc đó là 9-10 giờ gì sáng. Cái xong cái lúc đó tự nhiên cái tay chân em run rẩy, em quay xuống em bấm thang máy em đi xuống. Em đi xuống tới cái tầng giữ xe rồi chuẩn bị đi ra.
cái tự nhiên cái máu điên em nó lên, em bấm thang máy, em điện ngược lại lên trên. Em mới đập cửa, em đập nửa tiếng đồng hồ. Máu nó tăng nhanh như thang máy. Em đập nửa tiếng đồng hồ, anh không mở cửa. Cái lát sau giống như em đập quá, cái anh mở cửa ra thì trong chẩm hình như là cái người đó trốn ở đâu rồi em không thấy. Với mẹ em xong vô anh cũng không cho luôn. Chuyện đó về nhà em còn muốn em tha thứ, em nhắn tin tha thứ để mong ảnh quay lại với em. Nhưng mà cuối cùng không được. Anh không chịu, anh chặn hết. Chặn hết mọi thứ của em, em không có liên lạc được với anh. 5 tháng sau tới thời điểm hiện tại em mới quen người yêu hiện tại của em bây giờ. Vậy là mình cũng mới bắt đầu mối quan hệ gần đây thôi đúng không? Tại vì những cái mối tình trước theo cái kịch bản quen thuộc đó là bị người thứ ba, bị tùm lum hết trơn. Thường là LGBT thường bị như vậy lắm. Chị nghĩ là đến cái mối tình hiện tại thì em cũng đã rút được kinh nghiệm từ mấy đợt trước. Cho nên là thôi mình nói chút xíu về mối tình hiện tại của em đi. Dạ, mối tình hiện tại của em là ảnh cũng nhắn tin nói chuyện với em cũng trên Facebook cũng lâu rồi, là ảnh cũng hay vô mấy cái story của em á. Ảnh nhắn tin mà dạng như là cái khúc mà quen rồi ảnh mới nói. Là khúc đầu anh định cua em lâu rồi, mà anh thấy mặt em dữ quá, anh sợ em chửi. Mà em đâu có dữ đâu. Em thấy mặt em không có dữ luôn. Mà em để kế chị là như là cô Tấm vậy đó. Mà sao anh nói mặt em dữ, anh không dám nói chuyện, anh sợ em chửi. Mà lúc mà anh nhắn tin em, anh nói chuyện giỡn thì em cũng giỡn là bình thường. Em đâu có cái gì. Đó là cái định vị của những người mà nhìn thấy mà ngoại hình mà đánh giá nhân vật đó mọi người. Giống như lộ là không bao giờ có ai nhắn tin hết. Vì người ta nghĩ là chị chảnh với là dữ dữ lắm. Tại vì cái mặt trời xanh nó vậy đúng không vậy chứ. Chứ không phải em cố ý đâu ha. Rồi thì mất bao lâu thì anh mới bắt đầu nói chuyện với em bằng Facebook? Cái anh cũng nói chuyện với em một thời gian cũng mấy tháng á. Bữa đó là ảnh mới định gặp em. Cái xong bữa đó là em rủ anh qua nhà em chơi luôn. Mà lúc đó là em vẫn còn mướn ở với bạn. Có bạn em đông lắm cho nên là anh không làm gì được hết. Tưởng anh gặp em vậy thôi là anh về. Ai về đâu về, cái tự nhiên cái em thấy lúc mà em mới gặp nó, thằng này cũng được. Mà nói về em quen mấy người lớn hơn em 7 tuổi, 8 tuổi thôi không à. Chỉ có mình nó là nhỏ em thôi đó, ở cỡ 1 tuổi à, 1-2 tuổi à. Trời ơi, chị thắc mắc những người quen nhỏ tuổi lắm. Đó giờ quen người lớn tuổi mình bị đau lòng quá. Cho nên giờ mình thử quen người nhỏ tuổi coi sao. Thì lúc đó em cũng thấy thích tại nhìn ngoài cũng cao ráo. Mà lúc đó qua gặp em bắn đồ, diện đồ được cũng dữ lắm. Em thấy cũng được, cái cũng dễ thương mà với lại cũng hiền ít nói á. Lúc đầu nhìn chững chạc lắm chị, quen vô mới biết con nít dễ sợ con nít. Đúng rồi, nhỏ tuổi hơn mình mà. Là chị gành lắm. Thì là chị quen nhỏ tuổi không? Không, chị nãy giờ hả? Đúng vậy đó. Đúng vậy đó. Chị hả, thì chị có cái này để cho em coi. Chị nghĩ sẽ là một cái điều rất thú vị dành cho em. Hôm nay anh có biết là em quay yêu lai nhưng mà do anh bận một số công việc anh không có qua gặp em được. Thì anh cũng có quay một đoạn rất ngắn gửi đến em là mình quen nhau được một tháng rồi. Thì cái ấn tượng đầu tiên là biết đẹp đó là có kết bạn rút. Thì không biết được, biết mấy tháng là không dám nhắn tin, sợ là không quan tâm và chăm sóc được cho Đạt. Thì sau này anh lấy hết can đảm để nhắn cho em, anh cố gắng nhắn cho em trong suốt 5 tháng. Cái lần đầu tiên mà anh gặp em á, anh cũng nghĩ là mình không có quen nhau. Tại vì anh thấy em cũng lơ, anh thấy cái tật xấu của em là em hay ăn hiếp anh, muốn cái gì là được cái đó. Nhân sách của anh chưa có đủ đẹp nên anh phải bị khấu trang để nói chuyện với em. Anh có một món quà tặng cho em, thì em phải chờ xem món quà đó là gì nhé. Trời ơi, thật sự cái clip tặng quà nhưng mà giống như cái clip vạch mặt vậy đó. Em ăn hiếp hồi nào em không ăn hiếp luôn. Ăn hiếp không? Dạ không. Giống như lâu anh hay làm em bực bội thì em có đánh giỡn, đánh yêu mấy cái thôi. Chứ... đánh yêu mấy cái thôi hả? Dạ. Mà mình mà mấy không? Hơi đỏ thôi, đâu có. Hơi đỏ thôi hả? Dạ. Ủa, rồi là mình làm mấy muốn cái gì được cái đó nữa hả?
Có, nó không có. Phải không? Không có em. Cái nết của bà tôi nghi lắm. Không có, em hiền lắm chị. Có những người yêu là rất vui rồi, cho nên là phải gán giữ chứ đừng có làm mình làm mẩy với người ta bà ơi. Nó gửi quà mà không biết gửi bằng hình thức gì nhờ. A few moments later. Nghe nghe đi con, nghe điện thoại đi con. Alo. Dạ dạ đúng rồi, ai vậy? Dạ 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 rồi, ok. Người yêu phải không? Yeah. Trời ơi, hèn chi sợ xúc sống mũi nãy giờ. Sẽ hứa hoài luôn. Rồi, nãy giờ gọi là món quà bất ngờ đó phải không? Trời ơi, em là món quà lớn nhất của bạn rồi, còn gì nữa. Rồi, có gì muốn nói với Đạt không cưng? Ngại quá nói không được hả? Thôi Đạt chủ động đi, nãy anh ta nói gì đó. Tại sao dịch mặt em? Em không ép anh nào. Có sống như hình nói kỳ cục. Đâu có sao đâu cưng, nói chuyện bình thường mà. Tại vì á, thật sự ra bạn không có ý gì khác thì bạn mới nói như vậy. Có người rất là thật thà. Cho nên cái cuối cùng hồi nãy trong clip có nói là có một món quà đặc biệt. Thôi bây giờ em có gì đặc biệt em tặng đi nếu em không nói được. Có, do gấp quá nên có chuẩn bị. Ừ, trời. Trời ơi. Chết rồi Quỳnh. Này chắc không phải Quỳnh đâu chị. Nó không quan trọng đâu cưng, nó là tấm lòng ha. Trời, chị ước gì đó là bộ dòng xi măng. Trời, chị ước gì đó là bộ dòng xi măng. Rồi. Dạ. Rồi, dễ thương quá ha. Bây giờ mình cởi khẩu trang xuống đi để cho khán giả biết mặt mình nè. Đó, nhu cầu của chị là để sau này em tham gia những show khác thì không có đụng hàng. Rồi, ok ha. Bây giờ em giới thiệu về mình chút xíu đi cưng. Em tên là Phú, em sinh 202. Phú 202, năm nay em được 19 hả? Dạ đúng rồi. 19 tuổi hả? Em đang làm gì vậy Phú? Dạ em đang làm bếp. Là mình đang học việc hay là đã đi làm rồi? Dạ đã đi làm. Giỏi quá ha. Rồi hai đứa quen chính thức được bao lâu rồi? Dạ em quen Đạt chính thức được 1 tháng. 1 tháng nhưng mà tìm hiểu trước đó ngoài Phú lâu rồi phải không? Dạ đúng rồi. Thì chị rất là mong là em hai đứa em sẽ giữ được cái lửa tình cảm giống như bây giờ nè. Dài hơn nữa ha. Vì cái điều đó nó rất là quan trọng và chị thấy hai đứa rất là ân cần với nhau ha. Dù là em nói là bạn hơi cọc tính rồi này kia hay chửi đánh em nhưng mà trời ơi, cái ánh mắt tất cả mọi thứ cử chỉ dành cho Đạt mà phải nói là đâu phải ai cũng làm được đâu Đạt nhở. Trời, với cái nết của em nữa. Rồi thì thay mặt cho chương trình Real Life, Lộ Lộ cũng cảm ơn hai em đã đến và dành thời gian chia sẻ những cái niềm vui, đặc biệt là những câu chuyện của bản thân mình cho cộng đồng LGBT cũng giống như quý vị khán giả được biết. Thì qua đó họ sẽ có nhiều cái nhìn cảm thông hơn, yêu thương cộng đồng và thông cảm cho cộng đồng mình nhiều hơn. Thì chúc hai đứa sẽ có nhiều cái sự thành công hơn trong công việc nè, rồi trong chuyện tình cảm nữa. Thì rất là mong thì có cái dự án gì nhớ thông báo chị biết với nhé. Dạ ok, cảm ơn chị. Thay mặt cho chương trình thì Lộ có một cái thùng nước thảo mộc We Well Cool giải độc gan tốt cho sức khỏe thì tặng cho hai đứa ha. Dạ. Rồi. Cảm ơn hai đứa đã đến với chương trình nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn nhãn hàng We Well Cool đã đồng hành cùng chương trình này. Và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình Real Life vào mỗi 8 giờ sáng thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay. Chúng em xin chào và hẹn gặp lại.